Sát bình khóa môi Phương Oanh cực ngọt trong sinh nhật, đích thân làm một điều. Phương Oanh, Sát bình liên tục phát cẩu lương khiến dân đỏ mặt. Vừa qua, Sát bình có tiệc sinh nhật đón tuổi mới giản dị bên gia đình. Đáng chú ý, đích thân Phương Oanh trổ tài vào bếp nấu nướng chuẩn bị bữa tiệc đầy chu đáo. Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên có nghề tay trái, nấu ăn cực ngon. Trong bữa tiệc, cặp đôi liên tục phát cẩu lương khiến hội chị em không khỏi ghen tị. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của hội bạn thân, Sát bình không ngại trao cho nóc nhà nụ hôn đầy ngọt ngào. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận như: lãng mạn quá anh chị ơi, như là tiệc cầu hôn ý, chúc Sát bình tuổi mới nhiều niềm vui mới. Tuổi mới sớm có tin vui nha anh chị ơi. Cặp này liên tục khiến dân tình phải ghen tị nha. Cuộc sống hôn nhân của Sát bình, Phương Oanh khiến nhiều người quan tâm. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm trước công chúng đến khi về chung một nhà, Phương Oanh, Sát bình thoải mái công khai khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, lễ ăn hỏi của diễn viên Phương Oanh và Sát bình đã được diễn ra tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam, quê nhà của nữ diễn viên trong sự chúc phúc của đông đảo người thân và bạn bè. Vừa qua, Phương Oanh, Sát bình đã có chuyến nghỉ tuần trăng mật bên nước Mỹ sau lễ cưới hoành tráng. Nói về chuyện tình yêu với Phương Oanh, Sát bình cho biết, thật sự thì khi đến với Oanh, cảm giác như câu chuyện chúng tôi giống như bộ phim tên là Hương vị tình thân. Chúng tôi đến với nhau bắt nguồn từ tình cảm, tình yêu và tình thân của gia đình, bố mẹ, con cái. Vượt qua nhiều chông gai, đến ngày hôm nay hai đứa đã có cái kết viên mãn như phim. Tôi thấy đây là một trải nghiệm cực kỳ thú vị đối với cá nhân Bình, Oanh và gia đình hai bên. Chúng tôi cầu mong cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ viên mãn. Như bốn chữ mà tôi đã từng nói chính là hương vị tình thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.